Thưa quý vị, mới đây bà Mami Mizutori, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, hạn hán có nguy cơ trở thành đại nạn tiếp theo. Tình trạng hạn hán và khan hiếm nước có thể gây thiệt hại trên quy mô ngang với đại dịch COVID-19, với nguy cơ gia tăng nhanh chóng do nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 17 tháng 6 cho thấy, hạn hán đã gây ra thiệt hại kinh tế ít nhất 124 tỷ đô và ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ người từ năm 1998 đến năm 2017. Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay trái đất nóng lên đã làm gia tăng hạn hán ở Nam Âu, Tây Phi và số lượng nạn nhân sẽ tăng lên đáng kể, trừ khi thế giới hành động, bà Mizutori nói. Khoảng 130 quốc gia có thể đối mặt với nguy cơ hạn hán lớn trong thế kỷ này, theo kịch bản khí phát thải cao của Liên Hợp Quốc. 23 quốc gia khác sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước vì gia tăng dân số và 38 quốc gia bị ảnh hưởng bởi các hai yếu tố trên. Bà Mizutori ví hạn hán giống như một loại virus có xu hướng kéo dài, có phạm vi địa lý rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc dự báo hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn ở hầu hết khu vực châu Phi, Trung và Nam Mỹ, Trung Á, Nam Australia, Nam Âu, Mexico và Mỹ.